Khi mà đi học, các bạn thấy căng thẳng, mệt mỏi, chán nản. Tại vì sao lại như vậy? Bởi vì có những bài lịch sử 2 trang, 3 trang, nó mất đến 15-30 phút, thậm chí có đứa còn hơn mới thuộc được. Có nhiều công thức toán lý hóa, nó khó nhớ quá. Có những cái từ vựng tiếng Anh, những cái cấu trúc tiếng Anh hôm nay thuộc, ngày mai quên. Giống như cái việc mà con chúng ta đeo một cái ba lô trên vai nặng trĩu, chúng ta hoàn toàn có khả năng gắm vào cái cặp của con ta những cái bánh xe. Siêu trí nhớ học đường giống như những cái bánh xe. Nó là những cái phương pháp giúp cho con của mình học nhanh, nhớ lâu, để con của mình có thể thuộc bài một cách dễ dàng, có nhiều thời gian để nghỉ ngơi vui chơi. Đây là phương pháp mà tôi đã dùng để đào tạo cho hàng trăm ngàn học sinh trên khắp cả nước và những học trò ưu tú của tôi trên các cái chương trình như là siêu trí tuệ, siêu trí nhớ, siêu tài năng nhí trong suốt những năm qua. Siêu trí nhớ học đường gồm có bộ giáo trình, là cái nơi mà tôi đã tổng hợp tất cả những cái phương pháp nhớ toán, lý hóa, văn sử địa từ lớp 1 đến lớp 12. Phần thứ hai là những video clip, tôi diễn giải, trình bày tất cả những kiến thức đó một cách sinh động. Phần thứ ba là phần tham khảo, tất cả những cái bài của con từ lớp 1 tới lớp 12. Phần thứ tư là phần diễn đàn, giúp cho con nhớ những cái gì mà nó ngoài trường học. Ví dụ con đi học hát, học đàn, học một cái môn gì đó mà con thấy kiến thức khó nhớ quá, thì con chỉ cần chụp hình gửi vào trong diễn đàn. Thầy cô tâm trí lực cũng như các bạn trong cộng đồng sẽ hỗ trợ cho con nhớ kiến thức đó một cách dễ dàng. Phần thứ năm là bài giảng của thầy cô, theo từng bộ môn, theo từng lớp học. Nếu mà ở trường học mà cảm thấy chưa hiểu cái gì, về nhà mở ngay đúng cái lớp của mình, đúng cái môn của mình và cái bài của mình đang học, sẽ thấy cái bài giảng của thầy cô. Với tất cả sự nỗ lực, đam mê, chúng tôi ao ước đem tới cho các con những cái phương pháp học tập nhẹ nhàng và thú vị nhất, để làm cho con thấy rằng cái việc học là một cái hành trình thú vị, rất là tuyệt vời. Và như vậy thì con chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp. Cảm ơn quý vị và nhanh tay đăng ký ngay hôm nay để con của mình sở hữu cái chương trình thú vị này.